là cho con sao số lòng bay xa. Con sao bay xa, con sao không về, nhớ thương nào người sao ơi biết không. Em nhớ người, em hát lý cây bơi, thương dòng sông con nước lớn trời, thương lục bình quấn quýt dòng sông, thương cánh cò chở nặng tâm lòng trên đất phù sa. Vàng bông lúa mới à ơi, em thương anh. Lại một mùa nước nổi đã đến, lũ về miệt An Giang Đồng Tháp. Ai cũng nôn nao muốn đến vùng tứ giác trũng này một lần cho biết mùa nước ngập, cho biết cái gì cá linh non nấu bông điền điển. Từ Sài Gòn về An Giang, xe đi ngang Trung Lương, đoàn khách ghé vào nhà hàng Mekong Red Shop để ăn sáng trước khi tiếp tục đi Long Xuyên qua ngã Sa Đéc Đồng Tháp. Thưa quý vị, Mekong Red Shop thật sự là một trạm dừng chân có những nét riêng biệt. Đến đây, quý vị sẽ bắt gặp rất nhiều những hình ảnh thân thuộc của vùng quê sông nước miền Tây như ao sen, gió cá. Có thể nói trạm dừng chân như một cô thôn nữ mộc mạc mà đầm thắm, lôi kéo du khách bởi chính cái dịu dàng của cảnh vật và bằng những món quà lưu niệm dễ thương như đặc sản nem thịt Mekong, tỏi Lý Sơn Quảng Ngãi, mít khô, điều, bánh, kẹo, rượu dừa và các loại rượu khác như rượu rắn. Rồi các món ăn hương đồng cỏ nội như cơm gói lá sen, gà nước lu, cá tai tượng chiên xù, xôi phồng, cá hấp xì dầu, lương nấu mẻ với giá cả hợp lý và phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Ngắm những người phục vụ trong trang phục áo bà ba rất đúng chất miền Tây đi lại, có cảm giác như sống lại cái thời những năm đầu thập niên 60. Trạm dừng chân nằm cách ngã ba Trung Lương khoảng 3 km, hướng về phía Sài Gòn, nằm cạnh trường Đại học Cộng đồng Tiền Giang, được xem là cửa ngõ giao thương kinh tế trọng điểm nối liền ba vùng Sài Gòn, miền Tây và Đông Nam Bộ, nên xe dừng lại ở đây nghỉ chân, thư giãn rất nhiều. Phần lớn các công ty du lịch đều có hợp đồng ăn uống với nhà hàng, nên nơi này lúc nào cũng đông đúc. Có những lúc cao điểm, mấy vị chạy bàn phải đứng chờ lâu mới tới lượt bưng thức ăn lên cho thực khách. Món đặc sản ở đây là hủ tiếu Mỹ Tho đó quý vị. Ngoài hủ tiếu còn có mì. Nhìn mấy tô hủ tiếu thấy thèm. Hủ tiếu gan, hủ tiếu xương, hủ tiếu tôm với thịt nạc miếng sắc mỏng hoặc với thịt nạc bầm để cho đẹp mắt. Người ta còn rắc lên trên tô hủ tiếu một ít hành lá với ngò rí sắc mỏng, thơm thiệt là thơm. Nhà hàng đang vô giờ cao điểm nên nhà bếp tất bật quá chừng. Lần theo mùi nước lèo thơm ngọt vô tới nhà bếp, thấy không khí nấu nướng khẩn trương quá chừng. Mùi tỏi cháy, mùi nước lèo hòa cùng mùi gia vị gợi nên sự thèm ăn đến cồn cào. Nhà hàng này nhìn sạch sẽ, tươm tất hơn hẳn những trạm dừng chân khác. Cách bày bán rất hợp vệ sinh. Thực khách có vẻ rất hài lòng với nơi này nên rất yên tâm ngồi chờ. Các cô, các cậu phục vụ cũng đợi để bưng ra phục vụ. Chị đầu bếp này đang chuẩn bị cho món cơm tấm sườn bì đó quý vị. Mấy loại dưa nổi bật trên nền đĩa sứ trắng muốt, dòm hấp dẫn quá chừng.
Thêm vào đó là mùi thịt nướng thơm nước mũi, mùi cơm chiên Dương Châu mặn mặn, thơm vị hải sản, rau củ chín, khiến thực khách ai cũng nuốt nước miếng ực một cái khi đi ngang chỗ này. Cơm tấm thường đi liền với sườn nướng, bì, hột vịt ốp la hoặc cơm tấm sườn bì chả. Tùy theo khẩu vị sở thích của từng người, ăn kiểu nào cũng được. Gần chỗ bán đồ ăn mặn là chỗ bán nước giải khát, loại nào cũng có, từ đóng hộp, đóng chai cho đến cả dừa tươi. Mấy trái dừa lửa nhỏ nhỏ vậy chứ, nước dừa ngọt liệm lắm đó quý vị. Nhìn chung nhà hàng này thật gọn, thoáng và đẹp, cách trang trí bình dị, nhưng thực ra là rất công phu. Những mái nhà này được làm bằng rạ, với ý nghĩa như cái dòm của nón lá khổng lồ, gợi nên sự mộc mạc gần gũi của sông nước miệt vườn. Nếu phóng tầm mắt ra xa một tí, quý vị sẽ thấy có một ao sen bình lặng y như ở dưới quê. Ở đó có hai người bù nhìn bằng rôm để đuổi chim. Nhìn cảnh này, tự dưng thấy nhớ quê, thấy nhẹ lòng quá đỗi. Đến đây không chỉ được ngắm cảnh đẹp, mà còn được ăn rất ngon. Thưởng thức ẩm thực ở đây là thưởng thức bằng tất cả các giác quan, đặc biệt là thị giác được chiêu đãi một cách rất hào phóng với cách bày trí món ăn thật giản dị mà dễ thương vô cùng. Nhìn mấy cái trồng đan bằng tre để đựng giá, hành, tỏi, ớt, rau sống này mà xem. Tất cả đều nho nhỏ, xinh xinh, sạch sẽ, tươm tất, tạo cảm giác ngon miệng cho tất cả thực khách đến với nơi này. Ai cũng ăn rất hào hứng và thích thú. Mỗi người một món, nhưng món nào cũng ngon, nên ai cũng hài lòng vì bữa điểm tâm nhanh gọn mà rất chất lượng của nhà hàng. Chim tung bay hót vang trong bình minh, chân cô đơn áo phong sương hành trình. Từ Long An một hoa mỹ thò xuôi về Gò Công, Tiền Giang ngút ngàn như một tấm thảm lụa vàng. Sơ bà ba trên lưng trâu nước da nâu mặn mà, hò hò ơi, cây lúa tốt tươi sông bồi phù sa đẹp duyên tháp mười, quên đời tao tận vui cười. Quýt cái bè nổi tiếng ngọt ngay, ai ăn rồi nhớ mai miền Tây. Ngô ngô ghê gái miền Tây má hay hay, chất phạt bao đời bao. Sông nước miền Tây đi đến đâu cũng mang một màu phù sa màu mỡ, tưới tắm cho ruộng đồng tươi tốt. Đi xa về, nghe cái vị phù sa thoảng trong từng làn gió, có cảm giác như quê hương đang giang tay ôm ấp đứa con xa xứ trở về. Cho nên bao lần qua những con phà, qua những trạm dừng chân, là bấy nhiêu lần bâng khuâng hai tiếng đất mẹ. Đây là vùng đất thuộc địa phận Lai Dung. Đi qua đoạn đường này, quý vị sẽ thấy những tiệm bán bánh mì heo quay, những chùm nem treo lủng lẳng, những cần xé trái cây, bánh kẹo và những thứ hầm bà lằng khác. Trạm dừng chân chỗ này không lớn lắm, chỉ bày bán đủ loại trái cây miệt vườn, quýt, lựu, hạt sen, những gói tim sen nho nhỏ dành để uống giải nhiệt an thần. Rồi những con chim cút rô ti đỏ lừ, đậu phộng luộc được đựng trên những cái thao, cái thúng, dòm y như bày bán ở mấy bến phà ngày xưa. Đồng Tháp là xứ của xoài. Xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh, cũng là xứ sở của sen. Sen ở đây nhiều vô kể, nào là gương sen, hạt sen, củ sen, loại nào cũng có. Lời gửi lại chúng tình.
Thiên nhiên đã ưu đãi cho vùng đất này rất nhiều sản vật. Xoài, sen, quýt, loại nào cũng ngon. Ngay cả mít nghệ đặc sản của vùng Hậu Giang mà đem qua đây, trái cũng to, muối cũng dày và thơm nức mũi. Muối mít to, vàng ươm, dòm thích mắt quá chừng. Mít này ăn ngọt và giòn lắm nè. Ngon tới cái sơ mít cũng ngon luôn. Đất nơi đây tốt thiệt, trồng cái gì lên trái cũng to, cũng đẹp. Nãy chú Sim căng tròn mập ú, để vài bữa nữa chín mùi thơm lừng cho mà coi. Nắng sớm về trái chín thật mau, cơn mưa chiều cứ mát ruộng sâu. Phù sa ơi, bốn mùa cây trái đơm bông, gai bên trái tình quê thắm nồng, điều dân ca ngọt ngào mênh mông. Sông quê ơi, nắng mưa bao ngàn xưa, tôi không quên lũy tre xanh hàng dừa. Về Bạc Liêu, xoài khác này cũng vậy, dòm xanh xanh vậy đó, chứ đem về hai bữa là chín vàng đều, ăn thơm ngọt thanh. Miếng thịt heo quay này nhìn ngon quá, người thợ quay thật khéo tay. Miếng thịt 8 phần, mỡ chỉ có 2 lườm, giòn rụm, nóng hổi. Đây là món ăn khoái khẩu của người miền Tây đó quý vị. Đi bất kỳ đám nào cũng có món heo quay, ăn với bánh hỏi hoặc với bánh mì, đồ nguội, dưa chua. Miền Tây rộn rã ghe xuồng, tất bật những chuyến phà xuôi ngược. Mỗi hành trình trên dải đất miền Tây đều gắn liền với một cây cầu, bờ kinh, một con phà ù lì chậm chạp. Đi phà Dàm Cống, đứng lặng một chút, ngắm nhìn tàu ghe qua lại trên sông, ngắm những mảnh đời của những người lao động nghèo, buông gánh bán bưng đủ thứ. Bỗng cay cay sống mũi về cái nơi mà mình đã được sinh ra và lớn lên. Nhìn những người bán hàng rong này, cái mâm bán hàng của họ từ trước đến nay vẫn chỉ có vậy. Vài bao thuốc lá, vài hộp sơ nguyên gum, mấy bọc sơ ri, trứng cút. Mùa nào thức nấy, có gì bán đó. Mùa này ốc gạo mập ú, mùa này bắp ngọt. Vậy là có người bán ốc, bán bắp. Có người bán chuối nấu, bán cóc ổi, xoài ngâm. Có cả những người đàn ông cũng đội mâm đi bán bánh, bán nước ngọt các loại. Những mâm đậu phộng rang, luộc, hạt sen, mít, bánh tráng, bánh tét, bánh bông lan trên đầu các chị em phụ nữ cứ rảo suốt từ trên xuống dưới, từ bên này qua bên nọ. Có cả tiếng rao làm không khí thêm phần trộn rộn, sóng động. Dòng sông vẫn hững hờ trôi, con phà vẫn miệt mài với những hành trình xuôi ngược. Từng cơn sóng gợn lao xao mặt nước, lung linh dưới nắng chiều êm ả. Phía xa xa, màu tím bình dị mộc mạc của hoa bần, của những cánh hoa lục bình nở tím tím trôi trên sông, tạo cho dòng sông một khung cảnh mờ ảo, huyền diệu. Biết bao người rất yêu dòng sông này. Dòng sông đã gắn bó với bao kỷ niệm của tuổi thơ của họ. Tuổi thơ trôi qua êm đềm như dòng sông hiền hòa của quê hương, vô tư với những ngày sách vở đến trường, hồn nhiên cùng chúng bạn bên trang vở trắng tinh khôi. Ai đó trong chúng ta đã lớn lên trong sự tảo tần của bà, của mẹ, đã gắn liền ký ức tuổi thơ với những trái sơ ri, những túi trà đá đường rẻ bèo. Mà với chúng ta ngày xưa, đó là cả một sự thèm thuồng chờ đợi. Bởi ngày xưa nghèo lắm, nên tụi con nít nhỏ cũng không dám nhõng nhẽo đòi ba mẹ mua cho ăn nhiều. May mắn lắm là được thanh sơ quy gum nhai từ sáng đến chiều và được bọc trứng cút mà ăn dè chừng từng hột một vì sợ hết. Bến phà Dàm Cống của ngày xưa và hôm nay vẫn vậy. Những dãy phố bán buôn đủ thứ hầm bà lằng, từ cái bánh, cái kẹo cho đến chùm nem, chua, thanh,
bánh bía, kẹo đậu phộng, cơm, nước giải khát. Trong cái sự lộn xộn xô bồ của bán buôn, có cảm giác nơi này thật thân thương gần gũi. Một hình ảnh thân thuộc như ở bao bến phà ở miền Tây. Bến phà dù lớn hay nhỏ, ở miệt thứ hay chốn thị thành, đều thấp thoáng nét cười, tiếng nói, lẫn khuất bên những chùm nem, hàng trái cây, bánh kẹo. Một nét riêng không lẫn trong cách bày bán của những con người miệt Tây Nam Bộ. Qua phà Dàm Cống, về đến thành phố Long Xuyên, thì cũng đúng lúc trời đứng nắng. Đi suốt một chặng khá dài, nên đoàn khách ai cũng đói bụng. Dừng chân tại khách sạn Long Xuyên, được nhà hàng chiêu đãi với thực đơn toàn đặc sản miền Tây, ai cũng khoái. Món gỏi bột bồn tôm thịt, cá diêu hồng chiên giòn cuốn bánh tráng, cá ba sa kho tộ, bồn bồn xào tép. Đặc biệt, món chủ lực của bữa cơm trưa hôm nay là lẩu mắm, một đặc sản mà ai khi đến miền Tây cũng muốn thưởng thức đó quý vị. Lẩu mắm của Cà Mau là mắm sặc, còn ở An Giang này là mắm cá linh, ăn với các loại rau đặc trưng của vùng sông nước như rau nhút, rau muống, bông súng, bông chuối, bào nhuyễn. Cá linh mùi thơm dễ chịu, độ mặn vừa phải. Mỗi loại mắm cá đều cho hương vị khác nhau. Ngoài ra, đặc biệt nhà hàng hôm nay còn có các thực đơn, loại hải sản tươi sống như tôm, cua gạch son, ghẹ, mực, sò, sò tổ, hào, cá nhám, cá mang ếch, rồi các loại cá nước ngọt như cá lăng, cá trôi, cá sửu, cá leo, khô cá nháy một nắng. Đặc biệt có cá tra sông còn lớn đến 9 kg, rồi cá bớp, cá ngát, cá bóng mú, gà ác tiệm thuốc bắc trong thố. Cá điêu hồng chiên giòn nhìn hấp dẫn quá. Cá này là loại còn tươi sống. Người ta bắt lên, đem rửa qua với nước muối, chiên trong chảo dầu cho giòn rụm, rồi đem lên cho thực khách cuốn bánh tráng, ăn kèm bún, rau sống, chuối chát, khóm, dưa leo, chấm nước mắm chua ngọt hoặc mắm nêm. Đi đường xa mệt, mà được thết đãi món ăn có đủ chua, cay, thơm ngọt như vậy, ai cũng khoái. Ẩm thực miền Tây quá thật là phong phú. Mỗi loại thức ăn có một loại nước chấm. Mỗi loại lẩu lại có những loại rau riêng. Lẩu mắm thường ăn với bắp chuối, ngó sen, rau cần, rau nhút. Rồi còn có cà phổi, giá để nước lẩu thêm ngọt thơm. Một lẩu mắm ngon, một phần phụ thuộc vào xuất xứ của mắm, cách pha. Phần khác là nhờ vào sự đa dạng phong phú của các loại rau đó quý vị. Việc chọn loại mắm có chất lượng như thế nào, đó sẽ quyết định chất lượng thành phẩm. Với mắm, không thể nào nói chính xác độ mặn, ngọt, ngon, dở, mà tùy vật liệu sẵn có và khẩu vị nêm nếm của người nấu. Rau cũng vậy. Có rất nhiều loại rau có thể ăn trong lẩu mắm, rau nhút, bông súng, cù nèo, so đũa, lục bình, bông bí, rau đắng, càng cua, ngó sen là những loại rau đồng được mua trực tiếp từ những người nông dân hái dưới ruộng nương. Mùi lẩu mắm đậm đà, rau nhúng tươi ngon đủ loại. Nhúng rau cho vào chén, đưa lên miệng và từ từ cảm nhận. Mùi mắm thơm từ bàn bên đây lan tỏa qua bàn bên cạnh, để rồi ai cũng phải hít hà. Nhiều người còn cho rằng, đến miền Tây mà chưa ăn lẩu mắm, coi như chưa biết hết miền Tây. Chưa thưởng thức hết cái hương vị của vùng nước chín rồng, cũng như chưa biết hết sự khéo léo đảm đang của người phụ nữ miền Tây Nam Bộ. Thành phố Long Xuyên những năm gần đây là một trong những thành phố phát triển hiện đại, với dịch vụ lữ hành rất phát triển. Có được như vậy là nhờ vị thế có núi, có sông và những cảnh quan xinh đẹp. Những khách sạn to lớn sang trọng thật đối lập với hình ảnh người phụ nữ nhỏ thó này. Người phụ nữ này đang đi bán cua đồng dạo đó quý vị. Mỗi sâu cua đồng như vậy có giá từ 10 đến 15 ngàn đồng Việt Nam một ký, tùy theo sâu nhiều hay ít.
Những sâu cua được người phụ nữ này sâu cẩn thận bằng những sợi dây lát. Đây là công sức vốn liếng một ngày của chị. Người đàn bà này nghèo quá. Cái nón lá cũ rách, thâm màu bùn, màu ẩm mốc của những buổi đang bắt cua ngoài đồng. Trời bỗng mưa, rồi nắng tạt ngang, rồi mưa lại tới. Cái nón còn thua cái thau đựng cua. Có lẽ với người phụ nữ này, gia tài đáng giá của chị, ngoài cái thau lành lặn, dài sâu cua, là tấm lòng tần tảo vì chồng con. Một sự nghèo khó thương tâm. Vậy nên ăn mớ cua đồng nấu rau tập tàng, mà sống mũi cay cay, bâng khuâng xao xuyến. Mấy bữa nay lũ về, nên con đường về Tri Tôn Tịnh Biên đông đúc hơn mọi bữa. Trên đường đi, xe lôi, xe chở khách trên đường, ghe chạy với dòng kinh đông đúc quá chừng. Nước lũ về mỗi ngày mỗi lớn, nên cánh đồng mới chốc lát đã ngập nước trắng xóa, mất hết các đường biên ranh giới. Nhìn xa xa chỉ thấy mênh mông trời, nước và những chiếc ghe neo lại, lâu lâu lại chồng chành khi có ghe lớn hay cano chạy qua. Con đường tỉnh lộ 948 từ núi Sam vào Tịnh Biên đi ngang qua cầu Bưng Tiên, quý vị rẽ trái 3,5 km là tới bìa rừng tràm Trà Sư. Mùa lũ về cũng là mùa của bông điên điển trổ bông vàng rực sông hồ, đồng ruộng. Bông điên điển không chỉ tô điểm cho cảnh sắc thiên nhiên mùa nước nổi, mà còn là món ăn quen thuộc của người địa phương. Vào mùa lũ, người miền Tây đi hái bông điên điển để chế biến những món ăn dân dã như dưa chua, canh chua, xào với tép, đổ bánh xèo, làm rau chấm với nước cá kho ăn bắt ngay. Vào đầu mùa, bông điên điển có giá khoảng 20.000 đồng Việt Nam một ký. Càng về sau, giá càng giảm xuống, còn 15.000, rồi 13.000 đồng. Không biết đôi vợ chồng già này nên duyên chồng vợ, có phải từ những buổi đi hái bông điên điển hay đi bắt cá linh đồng? Tình yêu ở vùng đất này bén duyên, dễ thương, dễ ủi. Ưng bụng là thành chồng thành vợ, thấy họ hạnh phúc quá. Cuộc sống nơi đây thật bình dị. Dưới ruộng rau muống mọc lúng phúng, phía trên những cây điên điển cao nhồng buông những chùm hoa vàng thiệt đẹp. Bông điên điển có giá khi bông còn ở dạng búp. Nếu bông nở hết cánh, mau dập, khó vận chuyển, không để lâu được, nên bán không được giá. Bông điên điển đem lên Sài Gòn bán để ăn lẩu, ăn với các loại bún. Còn ở dưới quê, tụi con nít hái bông điên điển mang về làm bánh xèo hay chấm mắm kho, nấu canh. Canh chua cá sặc nấu cùng bông điên điển và dĩa cá rô kho tộ chấm với các loại rau đồng. Vị ngọt ngọt, giòn giòn của bông trở thành món ăn đặc sản chỉ có trong mùa nước lũ mới có đó quý vị. Không chỉ là món ăn ngon, sắc bông điên điển là một hình ảnh khắc sâu trong nỗi nhớ quê hương của những người con miền Tây xa xứ. Để rồi giờ đây, mỗi khi nghe điệu hát bông điên điển vang lên đâu đó, lại nghe lòng rưng rưng, xa xăm nước bông mà điên điển, nghiêng mình nhớ đất quê.
đứng bên đây cánh đồng xem người ta thu hoạch điên điển. Nhìn ra xa, thấy núi Sam đứng sừng sững giữa đồng nước mênh mông, giống y như con Sam đang lội giữa đồng nước, trông rất ấn tượng. Đây là quang cảnh bên ngoài rừng tràm Trà Sư đó quý vị. Bao quanh rừng tràm là con kinh Trà Sư nước tràn bờ mỗi khi lũ về. Rừng tràm nổi lên một mảng màu xanh giữa đồng nước trắng xóa, như một ốc đảo giữa sa mạc. Đi tham quan sâu vô rừng tràm Trà Sư có hai cách. Một là qua cầu theo đường mòn, đi xe hai bánh vào giữa rừng, nơi có tháp xem chim. Hai là dùng xuồng mái đi vào địa điểm trên. Sau đó, đi xe hay dùng xuồng mái đều phải tập trung vào bến ghe chèo để vào rừng chim tham quan. Bây giờ, xin mời quý vị đi theo cách thứ nhất là đi xe hai bánh. Một lát trở ra sẽ đi bằng xuồng mái ngắm cảnh tiếp. Bước chân vô rừng tràm, một không gian thật đẹp và yên bình. Phía dưới bờ kinh là những lớp bèo tấm xanh non mát mắt. Lên tới đường đất, những hàng tre, bạch đàn xanh che tán trên đầu, rộp bóng lối đi. Những cơn gió rong chơi nơi nào bỗng ùa về, nhẹ nhàng thổi vào không gian mùi thơm thơm của hương tràm, của lá bạch đàn. Dễ chịu quá. Đến đây là chúng ta đã vô tới ruột rừng rồi đó quý vị. Là trung tâm của rừng, có tháp xem chim và nhà hàng. Thời điểm này rừng tràm đẹp nhất trong năm, nên khách du lịch, phóng viên, các nhà nghiên cứu đến đây rất nhiều. Quang cảnh và khí hậu nơi này tuyệt vời quá. Ai cũng nán lại ngồi thư giãn và hít thở không khí trong lành cho căn phòng lồng ngực. Thưa quý vị, rừng tràm Trà Sư có nhiều khu khác nhau, được chia cắt bởi các con kênh, vừa phòng hộ vừa đưa nước vào trong sâu. Muốn di chuyển thuận tiện và ghi được nhiều khoảnh khắc đẹp, quý vị nên sử dụng thuyền và nhớ là nên đem theo nhiều máy chụp hình để phòng trường hợp hết pin, hư máy mà còn quá chừng nhiều cảnh đẹp. Như mấy vị khách này nè, họ là những nhiếp ảnh gia, những dân chơi ảnh nghiệp dư. Ngoài những máy khủng giá hàng ngàn đô, họ còn dắt theo mình mấy cái máy ảnh KTS, phòng trường hợp bất trắc đó mà. Nhìn dàn máy của họ mà thấy ham vậy đó. Máy như vậy, cảnh quá đẹp, biểu sao rừng tràm lên tranh ảnh sách báo không đẹp. Trên tàn tràm, trên lưng lửng thân tràm cao khoảng 5 mét, cơ mang nào cò, còng cọc, cùng những chiếc tổ sậm màu mưa nắng. Đang buổi sớm nên cò, còng cọc tản đi kiếm ăn hết, chỉ còn tràm và màu nắng vàng đang nhả dịu dàng xuống dòng kinh. Cảnh đẹp quá, mênh mông một màu xanh non, đến nỗi vị khách này phải nằm dài dưới mũi xuồng để săn ảnh. Nắng đang lên cao hơn, nắng làm cho phong cảnh đẹp hơn. Có cảm giác như nơi này đang bừng sáng lên sắc xanh đầy nhựa sống.
Nắng tạo bóng những cây tràm in bóng xuống nền nhung xanh mướt của bèo tấm. Dạng vật xung quanh từ trên trời cao cho tới mặt nước đều mang vẻ đẹp êm ả nhẹ nhàng, làm lòng người thơ thới. Trước thiên nhiên hoang sơ tươi đẹp như vậy, ai cũng mê mẩn, nhất là mấy vị khách quốc tế. Cảnh rừng đẹp quá, du khách ngơ ngẩn bỏ máy chụp hình xuống để tận mắt nhìn ngắm cho đã. Không ai nỡ lên tiếng vì sợ tiếng động sẽ làm vỡ tan khung cảnh tuyệt đẹp này mất. Chỉ có tiếng mái chèo khua, tiếng chim lạnh lót đâu đó trong tán lá. Cảnh đẹp đến vô ngần. Càng vô sâu trung tâm, cảnh càng đẹp. Bèo nổi kín cả mặt nước. Một vẻ đẹp thật thanh bình, sâu lắng. Không gian nơi này thật êm ái. Tiếng mái chèo khoát nước sạp sạp. Tiếng xuồng ba lá dộm tới từng nhịp. Sóng vỗ vào mũi thuyền, nghe lon ton vui tai. Càng đi sâu vô rừng, tiếng te te tèn rẹt của loài chim nước xen lẫn tiếng ríu rít líu lo của bầy chim nhỏ, càng làm không khí trở nên rôm rã. Thưa quý vị, mỗi vị khách đến đây đều được phát một chiếc nón lá với hai tác dụng che nắng và che chất thải của chim đó. Chiếc xuồng lướt nhẹ vào rừng, hướng đến nơi chim tụ tập làm tổ. Cả khu rừng xôn xao tiếng chim, dơi quạ treo mình lủng lẳng, cò vạc tiếu tít rỉa lông, còng cọc lặn xuống nước bắt cá. Chèo leo trên cao là các tổ chim với những chiếc mỏ há trên trời chờ mẹ đem mùi về. Xuồng tiến sâu vô ruột rừng, khách vô cùng thích thú trước những hàng tràm tâm tấp lè tè sát mặt nước. Bèo ngập lối ôm quấn lấy bộ rễ tua tủa, trông như những ông thần rừng đang trầm ngâm tĩnh tọa. Tiếp tục men theo đám rễ luồn vào sâu hơn, băng qua cái không gian tối tối đen kịch rễ tràm, bỗng một thế giới khác mở ra. Cảnh rừng chan hòa nắng với vô số các loài chim nước, diệc, cò, dạc, trích, sếu, điên điển, giang sen, dòng dọc ríu rít gọi bầy. Khu mặt tiền trệt lòa xòa mặt nước là loài cò trắng đống đô. Tới trên các chung cư, bầy xíu đang rỉa lông phơi cánh. Càng vào sâu, thảm bèo xanh mởn càng dày đặc, như cố níu kéo quý khách dừng chân thưởng lãm sông nước hữu tình. Cảnh như cõi tiên, quý vị có thể yêu cầu người chèo xuồng đậu lại neo vào cột tràm để lắng nghe không gian nơi đây thiệt tường tận. Từ tiếng gió thổi, tiếng lá rụng, tiếng chim kêu, thoạt đâu đó cánh cò bay tạt ngang, rồi tất cả trở nên tĩnh lặng, trả lại nơi đây sự huyền bí của màu xanh thực vật, đẹp đến mê hồn. Ai cũng kêu chèo từ từ để thưởng lãm quang cảnh này cho đã, ngắm rồi xích xoa trước vẻ đẹp tuyệt mỹ của cảnh quan nơi này. Cảm giác ngồi trên xuồng, nhẹ nhẹ từng nhịp chèo khua trên dòng nước, được len lỏi trong các ngóc ngách của rừng, ngắm hàng chục loài chim hót déo von trên từng ngọn tràm, du khách sẽ có cảm giác như lạc vào xứ sở thần tiên, vào thiên đường của những loài chim cò. Trên cây, các loài chim đang nhởn nhơ rỉa lông rỉa cánh, có vẻ như bọn chúng đã quá quen thuộc với việc bị làm phiền bởi những du khách, bởi những tiếng trầm trồ to nhỏ phá tan không khí yên ắng nơi này của bọn chúng. Vậy nên những chú chim, nhan sen, điên điển, bìm bịp, chú cò cứ thản nhiên làm những việc chúng thích, líu lo lách chách gọi nhau, làm rộn cả một góc rừng. Oh,
Hình ảnh chim mẹ mốm mồi cho con ăn thật dễ thương. Lâu rồi mới bắt gặp được hình ảnh thân thương như vậy. Lũ chim non rồi sẽ lớn, sẽ ra ràng, rồi sẽ lại sinh sôi. Cứ tưởng tượng cánh rừng này ngày một đông đúc những loài chim, loài cò mà lòng mừng rơn. Hy vọng sẽ được như vậy, hy vọng những cảnh đẹp này sẽ được bảo tồn đúng nghĩa. Cảnh đẹp quá, cảnh bình yên đến vô ngần. Giữa cánh rừng tràm dày đặc, giữa mênh mông của một màu xanh ngắt của bèo tấm, chiếc xuồng nhỏ nhẹ nhẹ rẽ nước, lướt đi trên thảm xanh non dịu nhẹ. Có cảm giác như đang lướt đi trên một dòng sông xanh. Sắc xanh của bèo tâm, của lá cây tràm hòa chung cùng màu trời cao trong xanh, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt tác. Ai đến đây cũng ngỡ ngàng, ai đến đây cũng say đắm với một trời mênh mông xanh mát. Thiên đường là đây, chứ cần kiếm đâu xa xôi. Tuyệt mỹ. Du khách thích nhất những con đường nước nơi đây. Mùa khô, đây là những lối đi ngang dọc trong rừng tràm. Mùa nước nổi, nước che mất mặt đường này. Nhưng những cây tràm bên lề đường vẫn cao hơn mặt nước, hình thành những con đường nước. Bèo cám phủ một tấm thảm màu xanh trên mặt đường. Hai bên tràm vòng tay che mắt. Thỉnh thoảng làm xáo động không gian yên tĩnh của rừng là tiếng mái chèo, tiếng chim, tiếng cá quẩy. Tất cả để lại cho du khách một ấn tượng khó quên về trà sư. Rời khu vực chim làm tổ, xuồng quay về bến. Ai cũng muốn níu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nơi đây, nên nán lại chụp thêm vài pho hình làm kỷ niệm. Một số người khác thì mua đặc sản nơi này để ăn và làm quà cho người thân. Đây là trái thốt nốt đó quý vị. Thốt nốt lột sẵn, chỉ cần đem về bóc lớp lụa bên ngoài, dầm đá đường, ăn ngon hết sảy. Thưa quý vị, nơi chúng ta đang đứng đây chính là trung tâm rừng tràm. Đây là khu vực nhà hàng với các chòi lá nhỏ nằm men theo bờ kinh, phục vụ các món ăn đặc sản mùa nước nổi. Gỏi sậu đâu cá sặc, cá nàng hai chiên giòn, cá lóc nướng trui, cá chạch nướng. Chúng ta đang đến đây vào dịp cuối tuần, nên các chòi lá đầy khách
đang ăn uống. Ở đây, những ai đi theo nhóm nhỏ thì ngồi trong tum trong chòi. Những đoàn đông thì phải ngồi bàn lỗ thiêng. Ông bà ta hay nói, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Thành ra thực đơn cho du khách hôm nay toàn những món ăn đặc sản đồng ruộng. Chẳng hạn như lẩu cua đồng ăn với rau tập tàng, bông điên điển. Nồi lẩu này còn có thêm mồng tơi, mướp non, nên cái vị ngọt liệm. Trời đang nắng mà hút một muỗng nước lẩu, thấy mát gan mát ruột liền vậy đó. Món này là món chim cút roti. Ăn lẩu rau đồng, cua đồng ngọt liệm, rồi ăn cút, ăn cá lóc nướng. Chù chà, toàn món ngon, món đặc sản. Mấy món này ở thành phố chỗ nào cũng có, nhưng có được cái không khí thiên nhiên trong lành, có được những rổ rau đồng chín hiệu, những con cá đồng săn chắc như vậy, không phải ai cũng may mắn được thưởng thức. Mùi cá lóc đồng nướng chui thơm quá chừng là thơm, làm mấy vị thực khách hít hà cái mũi hoài. Mùi thơm quyến rũ mấy bạn trẻ mãi chơi, mê chụp hình, lội cầu khỉ về để thưởng thức. Cá rô đồng nướng, cá lóc nướng này chấm với muối ớt chanh đơn giản cũng ngon bá cháy. Cá lóc đồng chính hiệu là đây đó quý vị. Thớ thịt trắng và dai, chứ ăn không có bở như cá lóc nuôi. Cái mùi nướng lên cũng thơm hơn hẳn. Những con cá lóc đồng thon thon, chứ ít mập ú quay như những con cá nuôi đó quý vị. Giữa không khí trong lành mát mẻ của rừng tràm, ai cũng ăn uống rất ngon miệng và thoải mái. Có người ăn xong thì leo lên võng nằm chơi hoặc ngủ. Quý vị muốn ăn thêm món gì cứ gọi. Gà thả giường kho gừng, gỏi bột bồn tép. À, mà ngay cả hột vịt chiên, ăn ở đây cũng bắt cơm nữa. Mắt giọng dưới những tán tràm râm mát, nằm đông đưa thiệt đã. Gió nhẹ nhàng thổi lên từ những bờ kinh, mang theo mùi thơm thơm của hoa tràm, hòa cùng mùi thơm của những loài cỏ dại. Dù những vị khách phương xa vào giấc ngủ lúc nào không hay, mặc cho bên tai là tiếng lóc cốc len ken, chuyện trò trên những bàn ăn, còn đang rất đông đúc thực khách. Sau khi dùng cơm và ngủ trưa, các vị khách bắt đầu về khu vực đài quan sát, leo lên tháp cao để ngắm phong cảnh và ngắm những đàn chim đang từ từ bay về tổ. Thưa quý vị, ngọn tháp này có chiều cao khoảng 25 mét. Lên đến trên cao, đỉnh tháp lộng gió, chung quanh là màu xanh rừng tràm, xa xa là đồng nước trắng xóa. Những ngọn núi của khu vực Thất Sơn vươn lên như những hòn đảo. Trên đỉnh tháp cũng có sẵn một kính viễn vọng với tầm nhìn xa 25 km. Mất một đồng xu 5.000 cho 3 phút, quý vị sẽ ngắm được những cánh chim chắp chới khắp những vạt rừng, ngắm tượng Phật khổng lồ chơi dơi trên đỉnh núi Cấm. Đứng lên đây phóng tầm mắt ra xa, quang cảnh thật khoáng đạt. Đúng là khí hậu miền Nam, mới đây còn nắng chói chang, vậy mà quay qua quay lại, trời đã đổ mưa rào, làm mấy vị khách lên sao phải lụng thụn áo mưa, ướt mềm như chuột lột.
Trời đã xế chiều, lại chuyển qua mưa, nên những đàn cò, những loại chim bắt đầu kéo nhau về mỗi lúc một đông hơn. Lúc đầu chỉ là những bóng đen in trên nền trời, sau đó là cả một màu trắng của đàn cò trắng đang nối đuôi nhau rập rờn bay về phía tổ. Những cánh cò trắng bay lượn trên nền trạm xanh tươi, tạo thành một khung cảnh thật ngoạn mục, đẹp đẽ. Vào những giờ cao điểm, số lượng của đàn cò trắng có thể lên tới hàng ngàn con. Đến đây vào thời điểm đó, quý vị sẽ thấy cò đậu kín những vạt rừng, kín những tán tràm cổ thụ. Được chứng kiến quang cảnh chúng tha mồi về, rỉa lông rỉa cánh, soi bóng với mặt nước trong xanh, thật thú vị. Đất lành, chim đậu. Ngoài chim, cò, nơi đây còn có nhiều dơi mẹ mang theo những chú dơi con về đây định cư, làm cho khu rừng trở nên náo động. Lúc hoàng hôn buông xuống, đẹp nhất là những đàn nhạn sen, tức là giống diệt mốc, bay về rừng hàng nghìn con. Nếu một mai trên cánh đồng, nếu vắng cánh cò trắng, thiếu những bóng diệt, bóng dơi, thì thật buồn. Rừng tràm Trà Sư, bông trà đủng lạnh, đến đây có cảm giác. Theo kết quả khảo sát của Plain International và Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh vật, Trà Sư được đánh giá là nơi có tầm quan trọng quốc tế trong công tác bảo tồn đất ngập nước tại đồng bằng sông Cửu Long. Hai tổ chức này đề xuất khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư, sinh cảnh rừng với trên 600 hectare rừng thành thục và trung niên, cùng với các trảng cỏ, lung đìa, là nơi cư trú và sinh sản lý tưởng cho các loài chim, cò và thủy sản, tạo cảnh quan độc đáo cho vùng Tây sông Hậu. Khi mùa nước nổi tràn đồng, bèo cám trải thảm nhung xanh với những tán rừng, tôm càng xanh và các loài cá đồng từ thượng nguồn sông Mekong đổ về nhiều vô kể. Nhiều loài cá đã vắng bóng từ lâu, nay xuất hiện trở lại. Trong đó có loại cá nàng hai, tức là cá thác lát cườm, cá lóc, cá rô, cá sặc bổi, và đặc biệt là cá dày đã mai một trên 20 năm nay cũng xuất hiện tại đây. Nhiều loài chim quý, có loài được ghi vào sách đỏ Việt Nam như cò lạo, nhạn điên điển cổ rắn, rồng rọc, vạc, cùng với hàng chục ngàn con dơi quạ bay lượn rộp trời, hoặc đeo lủng lẳng trên những nhánh tràm tơ. Đi xuồng tham quan, đôi khi quý vị sẽ bắt gặp những cánh cò trắng, những con chim bói cá trao lượn rất nhanh qua, làm mặt nước lăn tăn sóng, cảnh rất đẹp và sống động. Qua tới đây là khu rừng tràm có bèo Nhật Bổn. Khác với bèo tấm, loại bèo này to hơn và màu xanh cũng sậm hơn một tí. Cả một màu xanh ngập tràn thiệt đẹp. Ngồi trên xuồng, thả hồn ngắm những cây tràm cổ thụ soi bóng dưới mặt nước trong xanh. Những cây thủy liễu lay mình mềm mại, nhẹ nhàng theo từng cơn sóng nhỏ. Có đoạn chỉ mênh mông một màu xanh của bèo, du khách lại có cảm tưởng như mình đang lướt giữa dòng sông xanh biếc tuyệt đẹp.
Đây là cây cầu bắc ngang qua kinh Trà Sư đó quý vị. Đứng trên đây dòm ra xa, thấy mấy người ta đang dắt bò, đưa bò lên vùng cao ăn cỏ. Mùa lũ, mấy cánh đồng gần bờ kinh ngập nước, cỏ cũng bị ngập, nên muốn cho đàn bò no, người ta phải lùa bò lên đồi hoặc lên những cánh đồng cao hơn mới có cỏ để ăn. Cảnh cánh đồng lên lát nước thiệt đẹp, phải không quý vị? Nó gợi nên cái gì đó mênh mông, tha thiết. Cảnh bình yên quá, đàn bò lững thững theo chủ, đàn dịch le te lội qua đường ngập nước. Có cảm giác như với tuổi dịch, mùa lũ đúng là thiên đường. Nước ngập đồng, tôm cá lền khênh, tha hồ sụp, tha hồ ăn. Bởi vậy, mùa này dịch chạy đồng, con nào cũng mập ồ chắc thịt. Đàn dịch lội dưới cánh đồng, phía xa xa trên kia là núi Sam hùng vĩ, đang soi bóng mình dưới con nước lũ, cảnh yên bình và trữ tình. Đây là con đập Trà Sư đó quý vị. Vào mùa lũ lớn, đập Trà Sư và đập Tha La là nơi kiểm soát lũ. Hai đập tràn, ngoài việc ngăn chặn lũ cho vùng tứ giác Long Xuyên, còn giúp tiêu thoát lũ ra biển Tây, giảm độ ngập sâu của lũ kéo dài trên đồng ruộng ở hai tỉnh An Giang và Kiên Giang. Mùa này nước lớn nên vỏ lãi, ghe chạy trên cánh đồng đầy nước thả ra. Mấy câu tràm cao đứng liêu nghêu trong nước, nhìn có vẻ đơn độc gì đâu. Đúng là không có gì vô tận bằng nước, đứng trước biển nước, tất cả đều trở nên thật nhỏ bé. Vậy là một ngày ngao du rừng tràm Trà Sư cũng vừa kết thúc. Đoàn khách quay trở về Châu Đốc, ghé nhà hàng khách sạn Sunrise Palace ăn cơm tối và nghỉ ngơi. Đây là một trong những nhà hàng khách sạn tiêu chuẩn tốt ở Châu Đốc đó quý vị. Phía trước nhà hàng có để mấy bồn bán bia tươi hiệu Đại Dương. Ở miền Tây, người ta thích nhất là bia tươi Phong Vinh với bia tươi Đại Dương này nè quý vị. Về An Giang, vương quốc của mắm. Nhưng thực đơn chiều hôm nay chỉ có một món ăn kèm với mắm mà thôi. Đó là món mắm thái thịt ba chỉ. Món này ăn chung với bún, rau sống, khế chát, chuối sống, chấm với mắm nêm, ăn khá lạ miệng. Còn các món khác khá phổ biến như là mực xào bông cải cà rốt, cá kho tiêu, canh măng giò heo. Bụng thì đói, kèm với con cách phục vụ ân cần và cách trình bày món ăn khá hấp dẫn nên ai nấy đều ăn rất vui vẻ và ngon miệng. Với một số du khách miền ngoài, ăn món miền Tây khá ngọt. Lúc đầu ăn không quen, nhưng dần dần lại thấm cái ngọt, lại thích những món ăn có cái vị ngọt từ các loại rau, củ, hoa, trái thơm ngon của vùng đất phù sa màu mỡ này. Đúng là đi nhiều nơi trên mọi miền đất nước, nhưng chỉ về với miền Tây sông nước mới được thưởng thức hết các loại rau đồng quả ngọt một cách đầy đủ. Ghé một vườn trái cây nào đó ở vùng đất này,
quý vị sẽ tha hồ ăn các loại trái ngon như chôm chôm, vú sữa, xoài, mận. Chỉ cần gọi một nồi lẩu là tha hồ thưởng thức các loại rau đồng, rau vườn, từ tạp tàng đến các loại nấm mát mỏ đắt tiền. Có thể nói, miền Tây không có nhiều danh lam thắng cảnh, nhưng bù lại, nơi này mang đến cho du khách cảm giác thân thuộc với những người dân thân thiện, hiếu khách. Những món ngon với không gian sông nước. Mặt trời lại lên sau một đêm dài nằm dưới chân núi Sam cô tịch. Quang cảnh buổi sớm nơi này thật yên bình và thật đẹp. Mặt trời càng nhích dần lên cao, ánh sáng càng loang tỏa rộng hơn trên mặt nước. Những ngọn cỏ vươn lên dưới ánh bình minh thật thơ mộng. Hôm nay, xin mời quý vị tiếp tục dạo chơi miền nước nổi. Địa điểm đầu tiên là chợ quê ven đường. Sáng sớm là thời gian người ta họp chợ. Chợ quê người ta họp sớm lắm. Buổi đêm hôm đi giăng lưới, đi câu được con cá, móc được mớ cua vừa đầy thùng, cũng là lúc trời hửng sáng. Vậy nên nếu có đi chợ quê, quý vị sẽ thấy có những người bán cá, quần áo còn ướt sũng ướt mềm, nhìn thật dễ thương. Đây là chân cầu Tha La, nằm trên tỉnh lộ 948, đường đi Tịnh Biên đó quý vị. Tập quán sinh hoạt trên bến dưới thuyền, buôn bán dưới chân cầu, để tiện cho người đi tàu ghe, đi đường bộ vẫn còn. Nhìn cái chợ nhỏ này thấy thân thương quá đỗi. Chợ quê mà, chỉ có những loại thực phẩm bình dân thiết thực và những loại cá đồng, vài chỗ bán thịt heo. Hôm nay chợ bán cá linh, cá lồng tông, cá lăng, cá chạch, mẹ dinh, các loại cá tạp, rồi có cả cua đồng, cá lóc. Những loại cá này đem về kho hay nấu canh chua ăn ngon hết sảy. Nhất là tép trấu, đem về rang ăn với cháo trắng, hoặc đâm nhuyễn nấu canh bầu, húp thì ngọt thôi rồi. Tất cả là sản vật của mùa nước nổi, từ cánh đồng ngập nước hai bên cầu Tha La. Lâu rồi mới bắt gặp hình ảnh người ta cân cá bằng cân sách như vậy. Muốn cân được loại cân này, phải khéo thì mới cân chính xác được. Nhìn cái cảnh này, thấy nhớ gì đâu cái thời ngày xưa được đi chợ với ngoại, với mẹ. Đi chợ khoái được ăn hàng. Hồi đó nghèo, nếu có ăn tô bún cá, bún cua, thì mẹ với ngoại lúc nào cũng chỉ húp nước với ăn rau. Còn bấy nhiêu thịt, thà, chả, cá, quay qua đút cho đứa con nít, đang há mỏ ngồi đợi như chim non chờ mồi. An Giang đang vô mùa lũ nên cá đồng quá chừng nhiều. Mấy con cá lóc đồng con nào cũng trọng trọng, mới bắt hồi hôm nên còn sống tươi nguyên, quẩy đành đạch trong giỏ. Cá lóc đem về nấu canh chua bông súng, ăn ngon bá phát. Bông súng mùa nước nổi cũng mập hơn những ngày thường. Canh chua bông súng muốn ngon thì không thể thiếu me. Ở trên thành phố người ta bán me muối, còn dưới đây người ta bán cả me tươi. Dòm mấy trái me tự nhiên nhiễu nước miếng. Me này mà dốt dốt một chút, đem chấm muối ớt, ăn ngon thôi. Chợ quê, thấy người ta buôn bán điềm đạm, chậm rãi. Mấy chị dạo qua dạo lại, cân đông đo đếm một hồi rồi mới vô mua. Rau củ ở đây chủ yếu là bầu, bí, mướp, mấy loại rau tập tàng, những loại rau đồng cỏ nội. Mỗi mớ rau vài đồng bạc, nhưng đem về nấu canh, xào với tỏi, hay đem nhúng lẩu, nhìn đơn giản mà gợi mùi thương mùi nhớ. Đâu phải dễ dàng mua được những thứ đồng quê như vậy ở thành phố. Ở thành phố, làm sao kiếm được mấy cây mía gò cát mập thù lù, lóng to bự như vậy? Loại mía này mập thân và ăn rất mềm, tựa tựa mía thanh diệu vị ngọt thanh. Mía này người lớn, trẻ em, người già đều ăn được. Quang cảnh chợ sáng thật đông vui náo nhiệt, góc nào cũng xôn xao tiếng nói cười. Ở chỗ bán bún,
mấy chị bán bún vừa bán vừa góp vui vài câu chuyện với khách. Ở mấy chỗ bán cá, không khí cũng náo nức không kém. Ai muốn nhanh tay lựa cho được mớ cá linh tươi rói về nấu canh điên điển, hoặc lựa mớ cá trê, cá rô về kho tổ ăn cho bén cơm. Chợ sớm chỉ có người dân quê, nhưng hôm nay có thêm mấy vị khách du lịch xuống chơi. Mấy vị khách này rất háo hức với quang cảnh nơi này. Ai cũng cố len trong dòng người trộn rộn, đi lùng sục mọi góc cạnh chợ quê buổi sáng để săn được những bức ảnh đẹp, chân thực, sống động về con người và cuộc sống nơi đây. Từ mớ rau tập tàng, từ người đàn bà lam lũ, đến cái cô học trò trong tà áo trắng tinh khôi rổ cá rô, tất cả những hình ảnh thường nhật vậy mà hiện lên trong từng khuôn ảnh bỗng trở thành nghệ thuật. Tiếng lao xao chợ cá dáng tất bật lam lũ lẫn khuất trong dòng người bất chợt hiện lên trong khung ảnh dưới ánh nắng ban mai, góc sáng khác nhau tạo nên những tác phẩm thật đẹp. Xe bán bánh mì vẫn đông đúc kẻ đợi người mua, chú bán rau hẹ vẫn thông thả bán và thối tiện cho khách. Mấy người dân chài sau một đêm giăng lưới đã đem cá tôm lên bờ bán lại rồi đi mua thóc rau củ quả đem về. Cuộc sống vẫn diễn ra đều đặn như bao ngày. Có chăng những ngày lũ về, chợ quê đông vui hơn với những ghe xuồng rộn rã cá tôm. Đây là gió cá, hình ảnh thường thấy nếu quý vị đi về vùng Tứ Giác Long Xuyên mùa lũ. Đặc biệt là trên cánh đồng Tha La ngập nước, vùng giáp biên với nước bạn Campuchia. Mùa lũ về, cá tôm ở thượng nguồn sông Mekong từ phía Campuchia đổ về vùng trũng An Giang. Cánh đồng Tha La lúc này như cái túi hứng hết cá tôm. Cho đến mùa này đến đây, quý vị sẽ thấy người ta bày bán rất nhiều loại cá đồng như cá hú, cá lóc, cá vồ. Dọc bờ lộ, người dân bày bán cá tôm trong thau, xếp hàng dài tạo cảnh rất đẹp. Những con cá tôm đồng tươi rói, giá cũng khá rẻ, nên mấy bà nội trợ đến mua cũng khá nhiều. Có người còn mua về để dành làm khô, làm mắm, dành ăn cho cả những ngày sau. Mùa mưa đến, đi chợ miền Tây đâu đâu cũng thấy cua đồng. Nhìn những con cua đồng ngang ngạnh muốn thoát ra khỏi bao, lại chạnh lòng nhớ ngày bé cùng lũ trẻ ở quê ra đồng bắt cua, rồi bỏ vô mấy tờ lá chuối đem về cho ngoại luộc. Cua đồng luộc xong, cầm mai cua hút phần gạch lẫn nước ngọt liền, bẻ phần thân chấm vào chén muối ớt mà ăn ngon lành. Bữa nào bắt được nhiều, ngoại đem cua làm những món ăn khác mà cả nhà ưa thích như cua đồng rame, cua đồng nấu canh bồ ngót. Ăn một miếng cơm nóng, trong đó có chan vài muỗng nước canh bồ ngót lẫn riêu cua, đưa lên miệng húp một cái, thiệt ngon và bắt cơm.
cá, cua. Mùa lũ, tôm trên thượng nguồn kéo về khá nhiều, nên mùa này tôm lóng, tôm càng xanh cỡ bự bán khá rẻ. Mấy con tôm này đem về hấp nước dừa chấm với muối tiêu chanh, ăn ngon phải biết. Cánh đồng Tha La tháng trước lúa chín vàng ươm, sau mấy cơn mưa cả cánh đồng ngập tràn trong nước lũ, nước mênh mông một trời. Bếp lửa bập bùng của người dân chài nào đó bên bến sông như thắp lên cái sinh khí, cái ấm áp cho người đi ngang cánh đồng trắng màu lũ này. Bếp lửa gợi nhớ quê nhà, gợi nhớ cái nồng ấm, bình dị, thân thương, bỗng thấy chạnh lòng. Ở quê, mùa lũ nước lên không đầy đồng như ở đây, nhưng mùa mưa là mùa tôm cá, nên tụi con nít khoái làm thính, rồi lẻo đẻo theo người lớn đi đặt gió, đặt lợp. Cảm giác mỗi khi nhấc gió lên mà trúng được con cá lớn, vui không kể xiết, đứa nào cũng nhảy cẩn lên vì sung sướng. Có đứa nhỏ xíu, mặt mũi dính sình bùn, nước mũi tèm lem, cũng lết thết đi theo, thấy có cá lớn cũng nhăn răng súng ra cười. Hạnh phúc hồi đó giản dị lắm. Bữa cơm chiều có con cá to, cái đầu cho mẹ nấu canh cá cho ngoại, cái mình kho lạc ăn với cơm trắng, vậy là vui lắm rồi. Mùa lũ, nước nơi này in bóng những hàng cây ngập nước, những cây điên điển trổ bông vàng và những xuồng nhỏ đi hái bông điên điển. Mặt nước chỉ cuộn sóng khi tắc ráng ghe xuồng chạy qua. Nước phù sa dạt ra từ từ và lại thấy gương nước phản chiếu nắng chiều. Không ai nghĩ mình đang đi trong mùa lũ. Cánh đồng Tha La mùa lũ là túi cá đồng phong phú, cung cấp cho người dân một năm trúng mùa tôm cá. Biết bao năm qua, mỗi năm nước nổi, người dân nơi này chỉ biết mưu sinh bằng cách chống xuồng đi kiếm con cá, con tôm, hái bông điên điển. Người phụ nữ thật nhỏ bé trước cánh đồng mênh mông nước như vậy, dáng ngồi và cách lưới cá một cách khéo léo, lanh lẹ, gợi lên một sự chịu thương chịu khó, một sự tảo tần đặc trưng của phụ nữ Việt Nam. Từ những món cá trên đồng, thêm vài miếng me muối, vậy là đã có những món ngon đậm đà hồn quê. An Giang không chỉ đẹp với những cánh đồng ngập lên láng nước. Buổi sớm mai đến An Giang, quý vị sẽ bất ngờ và choáng ngợp trước vẻ đẹp mơn mởn của những cánh đồng lúa xanh non và những hàng thốt nốt đứng sừng sững trong nắng sớm. Những hàng thốt nốt thẳng hàng, đứng ngạo nghễ in bóng trên nền trời thiệt đẹp. Buổi sớm nên sương còn động trên từng ngọn lúa cọng cỏ, làm cho cảnh thật tươi mát. Sáng là thời điểm người ta đi lấy nước thốt nốt về bán đó quý vị. Lên tỉnh biên An Giang, ai cũng thích mua được nước này uống vì ngon và giải nhiệt. Nhưng phải lựa đúng nước thốt nốt chính hiệu quý vị nhé. Nếu lỡ uống đồ pha là rất dễ bị đau bụng. Cảnh nơi này đẹp quá. Ánh nắng đổ xuống qua những tán lá, xuyên qua những gai nhọn, rồi tràn xuống cánh đồng lúa đang thì con gái xanh mơn mởn phía dưới. Mùi lúa non, mùi thốt nốt phảng phất trong làn gió, thật dễ chịu. Có cả vị phù sa ở phía bên kia cánh đồng cũng len theo gió, làm rộn ràng hồn lữ khách. Dãy Thất Sơn phía xa thật uy nghiêm và trầm mặc. Cái dáng uy nghi in bóng xuống cánh đồng nước, khiến lữ khách cứ ngỡ, chà, dãy núi cũng biết soi gương, cũng biết làm duyên. Màu lúa xanh non lúng phúng trên bóng núi làm người ta còn liên tưởng đến hàm râu của ông Trương Phi được gắn lên trên đầu núi. Cảnh buổi sáng thật tuyệt. Đứng xa tha hồ căng lồng ngực cái không khí trong trẻo hiếm hoi này. Mặt trời càng lúc càng nhú dần lên cao, di chuyển từ cuối chân ruộng ra giữa ruộng. Ánh nắng ấm áp như lan tỏa trên khắp cánh đồng. Mấy con vịt vì thế mà thích thú quá chừng, le te lội nước, lặn ngụp kiếm mồi, rồi còn tranh thủ phơi lông rỉa cánh.
quê hương là đây, là những cảnh bình dị mà thân thương gần gũi. Bây giờ, xin mời quý vị tiếp tục cuộc hành trình vào Tịnh Biên Bảy Núi. Đoạn đường này ghé qua Vĩnh Trung đó quý vị. Ở Vĩnh Trung có một đặc sản mà rất nhiều du khách biết đến, đó là bánh canh Vĩnh Trung. Để thưởng thức món ăn này, mời quý vị ghé một quán bình dân ven đường để thưởng thức nha. Thưa quý vị, ngoài bánh canh là món chủ lực của quán, quán còn bán hủ tiếu, cơm tấm rất ngon với giá bình dân. Bánh canh Vĩnh Trung là tên gọi chung cho bánh canh bán ở gần chợ xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, An Giang. Sợi bánh canh Vĩnh Trung được làm từ nguyên liệu lúa sóc, loại lúa mùa trồng ở vùng cao của người Khmer Bảy Núi. Dường như vì nước được lấy từ giếng đào để chế biến, nên sợi bánh dai tự nhiên và có vị riêng biệt so với làm ở chỗ khác. Ban đầu, bánh canh chỉ ăn với cá lóc đồng. Sau này theo nhu cầu thực khách, người ta bán thêm giò heo, chả, gà. Nước súp được hầm từ xương heo, khô mực, tôm khô. Dãy núi với mây mù bảng lãng nằm trên cánh đồng lúa xanh rì mát mắt này là dãy Thất Sơn hùng vĩ đó quý vị. Quang cảnh núi non đồng ruộng buổi sáng thật đẹp. Sóng lúa xanh rì dưới chân núi, mây phủ mờ đỉnh núi, phong cảnh thật hữu tình. Những ngôi nhà lợp lá thốt nốt nằm lặng lẽ dưới chân núi, nhìn thật bình yên. Những mái nhà ấy sáng nay chắc vắng bóng người. Nếu có, chắc chỉ có tụi con nít nhỏ xíu, vì người lớn giấc này chắc đã đi làm đồng, đi lưới cá, mò cua. Quang cảnh thật đẹp, y như tranh vẽ. Điểm chính của buổi ngao du ngày hôm nay là đi xem đua bò. Vậy còn chờ gì nữa? Xin mời quý vị lên đường. Chà, có nhiều vị còn đang mê mẩn với cảnh đẹp thiên nhiên. Niềm vui lớn nhất và cũng là niềm vui chung của cả vùng này, có lẽ đó là dịp lễ đua bò, lễ hội lớn nhất trong năm ở vùng này. Thưa quý vị, theo thông lệ hàng năm, chùa Tà Miết thuộc xã Lương Phi, huyện Tịnh Biên, An Giang là địa điểm được tổ chức lễ hội đua bò. Ngay từ sáng sớm, có rất nhiều người địa phương và du khách khắp nơi nườm nượp kéo đến xem. Đường xá vì vậy mà cũng đông đúc, nhộn nhịp hơn mọi khi. Thưa quý vị, lễ hội đua bò truyền thống được tổ chức nhân dịp lễ Sen Don Ta của bà con đồng bào dân tộc Khmer. Theo người dân địa phương, ban đầu từ việc mang bò đến kéo cày giúp nhà chùa, vào lúc rảnh rỗi, thanh niên Khmer thường tập trung đua bò để giải trí và rèn luyện sức khỏe. Thấy đây là môn thể thao lành mạnh, thể hiện nét đẹp văn hóa, tinh thần thượng võ, phóng khoáng, nhưng có tính kỷ luật cao, nhiều nhà chùa đã đứng ra tổ chức thành thông lệ hàng năm vào mỗi dịp lễ Sen Don Ta cổ truyền. Từ năm 2010, hội đua bò Bảy Núi được nâng lên thành lễ hội cấp tỉnh. Dự kiến trong tương lai, lễ hội này sẽ được nâng lên cấp khu vực và quốc gia. Có mặt tại buổi lễ năm nay, có khoảng 30.000 khán giả đến xem và cổ vũ bò. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của người dân huyện biên giới Kirivong, tỉnh Ta Keo, Vương quốc Campuchia. Đường vô chùa quang cảnh thật mát mẻ, có hàng tre rợp bóng xung quanh. Chưa vô tới cổng chùa, nhưng đã thấy bóng dáng và hơi hướng của lễ hội. Với những chiếc xe bò đã được tháo ách, chắc mấy chú bò đã được tháo ra đưa vào trong sân. Đời sống người dân nơi này còn nghèo, nên chỉ có dịp lễ hội là bày bán hàng hóa mới có người mua. Thành ra đi một chút vô gần sân chùa, thấy người ta bày bán quá chừng các loại hàng hóa, từ những vật dụng bình thường như nón, bao tay, rồi cả khẩu trang nữa.
Có lẽ kinh nghiệm đi lễ hội nhiều năm trước cho thấy, đi coi đua bò phải đứng dưới nắng rất nóng, nên người ta bày bán mấy thứ này chữa cháy cho mấy vị du khách mới đến đây xem lần đầu. Ngoài mấy thứ đó còn có đồ trang sức, đồ lưu niệm, những thứ không có gì đặc trưng của vùng Tịnh Biên. Rồi bán cả trái cây, quần áo, bánh trái, đồ chơi, thức ăn, nước uống. Thời gian cho lễ hội đua bò sắp đến, các cặp bò đua đã tập trung đầy đủ giữa sân, sẵn sàng chờ làm lễ khai mạc. Đa số những cặp bò này là bò trắng, được các lái bò qua tận Campuchia mua về. Loại bò này nhìn ốm nhưng sức khỏe rất tốt, chạy rất nhanh. Lễ hội này thu hút rất nhiều người xem, chỗ nào cũng chen kín người, tập trung xung quanh vòng đua. Những người đến trễ và trẻ em thì leo lên cây cho dễ xem. Thật choáng ngợp trước khung cảnh náo nhiệt của trường đua. Sân chùa đông kín người và đua đặt trên những hàng cây cổ thụ xung quanh sân chùa. Đúng là không có cuộc thi nào mà khán giả phải vất vả mới được xem như vậy. Trời thì nắng, sân thì bùn, đứng dưới thì dính nước, leo lên cây thì lỡ có say mê quá, té xuống đất không chừng. Sau lễ khai mạc, các đôi bò được đi diễu hành vòng sân đua, người Khmer gọi là tát, cho khán giả xem tường tận từng cặp bò trước khi vào vòng đua. Để tăng thêm phần hấp dẫn, vòng đua được tưới nước cho quấn sình lên, để khi đua, sình văng lên mới hấp dẫn. Tiếng len ken từ lục lạc của bò, tiếng trống thùng thùng cổ vũ, tiếng người hò reo, làm không khí hội đua bắt đầu nóng dần. Thưa quý vị, thuở xưa, người Khmer ở vùng Thất Sơn tụ tập lại để đua bò theo thời vụ sản xuất nông nghiệp. Kết thúc vụ mùa, gặt hết lúa trên đồng khu chở về nhà, thì bà con thường đua xe bò trên lộ đất. Chờ mưa xuống cày cấy vụ tới, bà con trong các phân sóc đem đôi bò khỏe đến cày bừa những mảnh ruộng trên của chùa. Dịp ấy, bà con rủ nhau thi đua bừa nhanh để chọn ra đôi bò khỏe nhất, rồi trở thành thông lệ được sư cả từng chùa đứng ra tổ chức và tặng thưởng cho đôi bò thắng cuộc. Từ đó, khi cày cấy xong thì người Khmer ở vùng Bảy Núi thường tổ chức đua bò vào dịp lễ Sen Đô Ta cổ truyền. Cùng lúc nước đầu nguồn đổ về, mang phù sa bồi đắp cho những cánh đồng trong vùng thêm trù phú. Để duy trì môn đua bò truyền thống này, từ năm 1992, hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên An Giang thay phiên hàng năm tổ chức ngày hội đua bò, với mục đích chọn những con bò khỏe, bò tốt để nâng cao chất lượng đàn bò địa phương, đồng thời quảng bá môn thể thao truyền thống của đồng bào Khmer để thu hút khách du lịch. Sau khi đi tát một vòng, các cặp bò được đưa ra ruộng bên cạnh sân đua chờ kêu tên vào đường đua. Nhìn chung các cặp bò đua ở đây là bò trắng, rất ít có bò màu vàng. Nguyên nhân là do loại bò này đáp ứng được những tiêu chí của nhà nông dùng đất Tịnh Biên nhiều nắng gió này. Cậu bé nhỏ xíu xiu cũng theo cha đi đua bò. Dòm dáng em kéo dây, khom người theo lực chạy của bò, thấy cưng gì đâu. Chắc chắn sau này lớn lên, bé sẽ là một nghệ nhân đua bò thiện nghệ của vùng cho mà xem. Theo kinh nghiệm của những người dân nơi đây, ngoài có đôi bò tốt, chủ bò phải chọn người gan dạ để điều khiển đôi bò đua và biết cách đứng vững trên cái bừa không răng. Một tay cầm dây cương, một tay cầm cây xà lun. Cây ấy dài 6 tấc, ở một đầu có gắn cây đinh thép nhọn dài 8 phân để kích đôi bò tăng tốc, vượt qua đôi bò trước ở vòng thả về đích mà không chạy ra khỏi giới hạn đường đua. Ngoài ra, chủ bò phải chuẩn bị một dàn bừa thật ưng ý, ách làm bằng gỗ mít để có độ dẻo cho bò không đau. Đoàn phải chắc chắn để nối bừa với ách. Đầu ngọn đòn uốn cong giúp,
có treo hai tấm vải nhỏ màu xanh đỏ. Nếu đôi bò bị sức niêm hư cái bừa đang kéo trong lúc đua, thì coi như bị loại. Thì ra, đua bò cũng lắm công phu, phải không quý vị? Vào cuộc đua, đôi bò được ách vào một chiếc bừa đặc biệt. Gọng bừa là bàn đạp, bao gồm một tấm gỗ rộng 30cm, dài 90cm, bên dưới là răng bừa. Lúc này các người điều khiển bò được phân thành cặp và làm thủ tục chọn cặp đua trước, đua sau. Không giống như đua xe, tất cả xuất phát cùng một lúc. Đua bò lại thi hai đôi một, đôi trước, đôi sau. Mỗi cặp bò đều phải kéo theo một dàn bừa đã được cưa ngắn bớt răng. Người điều khiển đứng trên dàn bừa vung roi như khi đang bừa trên ruộng. Do vậy, họ phải đứng để không bị ngã. Nếu ngã hoặc rơi ra khỏi dàn bừa, thì phạm luật và thua cuộc. Ngày nay, thể thức đua bò đã được cải tiến hơn xưa rất nhiều. Cuộc đua diễn ra trên mặt ruộng có nước, chứ không phải trên mặt đường như trước đây. Vì vậy, tính mạng của người điều khiển bò an toàn hơn. Tuy có một số thay đổi, nhưng lệ vẫn giữ nhiều quy ước cũ. Thưa quý vị, cuộc đua chia làm hai dòng, dòng hu và dòng thả, hết dòng hu đến dòng thả. Có thể hiểu dòng hu là dòng loại của cuộc đua, còn dòng thả mới là phản ánh đầy đủ sức mạnh của đôi bò, cùng tay nghề, bản lĩnh của người điều khiển. Vào dòng hu, mỗi đôi bò phải đi dạo hai vòng quanh trường đua để trình diễn và khởi động. Nếu đôi bò nào đạp vào bừa của đôi bò khác là bị loại. Ngược lại, lệ quy định ở dòng thả khác với dòng hu. Nếu đôi bò nào ở phía sau đạp vào bừa của đôi bò trước thì lại thắng. Đua bò ở ai? Trung tâm Rainbow xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ mua băng đĩa của trung tâm. Về phương Nam lắng nghe cung đàn thổn thức. Rồi theo sông Cửu Long nhớ thương dân tràn, chợt thương con sao bay xa bầy, sương khói buồn để lại lòng ai. Con sao sang sông, sao đã rồi.
anh cất lỡ sông buồn. Còn chi nữa, biển dâu đã bao đổi giờ. Về phương Nam ngắm sông ngắm người. Kính thưa quý vị, nhằm tìm những miền đất mới lạ, lâu nay bị bỏ quên, để giới thiệu cùng quý vị.
trong mắt biếc lòng đào nguyên đẹp như chuyện ngày con suối dịu em. Đây
đó dồn vui hoa lá khoe màu, xuân thắm ngàn hoa tôi thắm môi em cười. Đàn bướm bay lượn trên trời, nhẹ lướt trên ngàn hoa. Trời đất như cùng tưng bừng, chung nỗi vui mừng cho đời. Vui chân bước khắp mọi miền, mình tìm về con suối dịu em. Tiếng cười vui tiếng hát ca trong nắng mừng xuân.